Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với video phân tích thị trường tuần mùng 6 tháng 6. Trước khi đến với từng mã mà các anh chị yêu cầu thì chúng ta sẽ điểm qua thị trường chung của thế giới một chút. Trước tiên là chúng ta xem cái khung tháng của vàng nhé. Đây khung tháng của vàng tức là vào tháng 5 làm cây nến đỏ rất là mạnh. Dựa theo cái hành động giá trước đó đó là ở phía trên này. Hai cây nến của tháng 3 và tháng 4 thể hiện lực bán rất là mạnh ở cái đỉnh cũ là 2050 ở đây này. Cây nến tháng 5 là một cây nến xác nhận đảo chiều. Có nghĩa là cái tỷ lệ mà thị trường vàng sắp sửa rơi khá là cao. Vâng, nếu anh chị nào mà đang giữ vàng thì chúng ta có thể lựa chọn cái việc là bán bớt đi cũng được. Để khi xuống thấp hơn chúng ta mua lại sau. Còn ở khung tuần thì sao? Cũng tuần vừa rồi là một cây doji là một sự cân bằng giữa bên mua và bên bán và cây doji này nó xuất hiện ở cái mức giá khoảng tầm 1880 ở đây cho thấy rằng là cái lực bán ở phía trên này cũng khá là mạnh và, và kết hợp với cả cái cây nến tháng vừa rồi nữa thì cái tỷ lệ mà thị trường vàng chuẩn bị đi vào cái xu hướng giảm khá là cao à, thêm một lần khẳng định nữa là như vậy chúng ta sẽ đến với Dow Jones. Dow Jones ở khung tháng thì lại cho một cái tín hiệu khá là tích cực. Khi mà giá gần gần xuống cái mức 30.000 điểm này, đây là một cái mức cản rất là mạnh, thì liền bật tăng trở lại đây là cây nến cho tín hiệu đảo chiều đi lên Thế nên đây là một cái tín hiệu rất là tích cực Đối với cả thị trường uh, Chứng khoán quốc tế nói chung Cụ thể ở đây là Dow Jones chứng khoán Mỹ Còn đối với Khung tuần thì sao à, khung, khung tuần cũng tương tự đây Khung tuần cũng đang cho cái tín hiệu khá là ổn Khi mà cái Cái tuần vừa rồi ấy sau khi giảm thì ngay lập tức đã bật tăng trở lại nhưng tất nhiên sang đến tuần sau thì bật tăng lên nữa thì nó còn đẹp nữa còn nếu cứ lưu diêu như ở bên trên này thì rất khó nói trước điều gì còn tuần sau mà bật tăng hẳn lên thì lại rất là đẹp Giờ là giá dầu Vâng rất rõ Về giá dầu thì chắc là có lẽ ai cũng nắm bắt được một phần nào Vì trong tuần vừa rồi giá xăng cũng tăng lên à, Ở đây thì trong tuần vừa rồi Giá dầu tăng 3,8% Đây là một mức tăng khá là mạnh Và điểm đến sẽ là 125 Điểm đến tiếp theo sẽ là 125 Và hy vọng rằng giá dầu chỉ lên đến đây thôi Để chúng ta có mua xăng đi lại cho nó thoải mái Chứ giá xăng mà tăng tiếp thì rất là khó. Đó là thị trường của thế giới. Thế còn quay lại với cả VN Index chứng khoán Việt Nam thì sao? Chúng ta sang khung tháng của VN Index. Khung tháng của VN Index cũng có một cái tín hiệu khá là ổn. Khi mà đã có những cái cây nến chân dài như thế này. Một cây chân dài đây cũng chính là một trong số những cái tín hiệu đảo chiều đi lên nhưng đương nhiên chỉ là tín hiệu thôi còn để có thể rõ ràng hơn và đẹp hơn ấy thì chúng ta sẽ cần phải có một cái tháng bật tăng trở lại thì mọi thứ nó mới êm đẹp được còn bây giờ cũng chỉ là mức tín hiệu ở khung đến tuần thì chúng ta lại chưa có được một cái tín hiệu tích cực cho lắm. Khi mà khi mà điểm số tầm 1315 này này. Đây cái, cái, đoạn màu tím này đã kể lần trước đấy ạ. Thì nó đã lên sát đến đây rồi lại bật ngược trở lại. Rõ ràng đây là tín hiệu không đẹp. Và cái kịch bản cho nhiều tuần sau của VN Index đó là có thể sẽ giảm xuống dưới cái mức 1200. Tức là khoảng này, đây tầm này có thể thôi. Còn đây có lẽ là cái kịch bản dễ xảy ra nhất. Khi mà xuống dưới này mà có những cái tín hiệu tích cực, ví dụ như là những cái cây nến có chân dài như thế này chẳng hạn thì đó là điều rất là đẹp. Nó thể hiện là sẽ có cái lực cầu ở đây. Và khi đã có lực cầu rồi thì cái việc nó có thể bật ra khỏi cái ngưỡng này là rất cao. Hoàn toàn có thể hy vọng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào các cái mã mà cái anh chị đã yêu cầu. Trước tiên là BVKE BVKE của anh Dương Vâng BVKE khả năng là mua được ạ Cái này là theo tiêu chí của BRM luôn Cũng là mua được à, Rất đẹp ạ ASM ASM thực sự là điểm mua này chưa đẹp lắm Mặc dù cũng có những tín hiệu tích cực thật Thế nhưng cái ngưỡng cản 20 này nó lại quá gần Vâng, cái ngưỡng cản quá gần Đây nữa này Đây chính là cái đường trên line Thì rõ ràng là đang có những cái phản ứng nhất định ở cái đường trên line này Thế nên hiện tại chúng ta không nên mua Sẽ chờ nó vượt hẳn cái ngưỡng 20 đi đã Rồi chúng ta mới tính SHS của bạn mèo tập dê SHS cũng đang có một cái tín hiệu khá là ổn, khá ổn thôi. Bởi vì hiện tại nó đang ở cái ngưỡng, bởi vì hiện tại nó đang cũng đang ở một cái ngưỡng cản ở đoạn này và đang có những cái phản ứng nhất định ở đây. Tuy nhiên những cái phản ứng này nó lại không quá mạnh, thế nên uh, trong trường hợp mà tiếp tục bật tăng ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể mua còn thời điểm này thì chúng ta nên quan sát vì hiện tại rằng vì hiện tại giá đang có những cái phản ứng nhất định ở khu vực này và và phản ứng ở đây là phản ứng theo chiều hướng là đi xuống vậy nên là chúng ta nên quan sát thôi hpg của bạn nhân huỳnh đang có những cái tín hiệu khá là ổn và hoàn toàn có thể là mua thêm cũng được Vâng. Đang có những tín hiệu khá tốt, có thể tỷ lệ rất cao là sẽ tạo đáy ở đây. Thế tất nhiên là cái chuyện có thể bật tăng mạnh trở lại ấy, thì cái đấy là rất khó. Mà gần như cái tỷ lệ cao là nó chỉ lên được đến đây này là sẽ chững lại và sẽ đi ngang trong cái vùng này. Tức là từ khoảng 33 đến 36 này. Đó, nó cứ đi ngang quanh quanh cái khu vực này. Rồi sau đó nó muốn bật lên thì mới lên được. Hay nói cách khác thì HPG chúng ta sẽ chủ yếu là để nắm giữ lâu dài chứ không dùng để lướt sóng. Vẫn là bạn Nhân Huỳnh hỏi về HNG có mua được hay không? HNG thì chắc chắn là chưa có điểm mua rồi. Cần phải có những cái tín hiệu tích cực hơn ở khu vực này. Hiện tại nó đang quay về cái mức đáy cũ ở đây là mức 5.9 và sau khi về đây và có những cái tín hiệu tích cực thì khi đó chúng ta mới tìm điểm để tham gia bây giờ thì nên đứng ngoài thôi CMX của anh Nam Vâng chắc chắn không mua được rồi Vì đang quá sát Cái ngưỡng cản ở trên này rồi Đây là ngưỡng cản rất là mạnh Thế nên chắc chắn chúng ta sẽ không mua Chỉ nhìn thôi Tiếp theo là đến điểm bán IDC của chị Phượng. Vâng. IDC có thể bán một phần đó. IDC có thể bán một phần. Khi nó... Khi giá mà vượt qua cái ngưỡng này này. Giả sử giá có xuống dưới 52, đóng cửa dưới 52. Thì chúng ta bán hết luôn cũng được. LSS cũng tương tự Tức là đang có những cái phản ứng giá ở ngay cái ngưỡng cản ở đây Chúng ta hoàn toàn có thể bán một phần Giả sử như có những cái phiên giảm mạnh thì chúng ta sẽ bán hết luôn cũng được C4G của bạn Bảo Nguyên C4G nó đang ở cái ngưỡng giá rất là nhạy cảm Tức là đây cái ngưỡng này này nó chính là cái đáy cũ và khi giá lên cái đáy cũ này nó đã bật đã có những cái tín hiệu bật xuống à, tuy nhiên cái cây nến vào ngày mùng 3 tháng 6 tức là thứ sáu vừa rồi ấy, lại là một tín hiệu tích cực cho thấy cái tỷ lệ đi lên sẽ là cao thế nên tầm này chúng ta có thể giữ để quan sát sang đến phiên ngày thứ hai chẳng hạn mà bật mạnh xuống đóng cửa dưới 14 thì tốt nhất là nên bán còn trường hợp bật lên ấy, thì cái phần tiếp theo có thể đến đó chính là 17. GEG -E -G, chị Mai. GEG -E -G này thực sự là rất khó vì sao? Vì đây nó đã đến đây rồi. Tức là ngưỡng cản gần đến rồi. Và đồng thời đây cũng làm cái ngưỡng cản ở dưới tức là ngưỡng hỗ trợ. Thế nhưng nó lại quay well vòng chỗ nữa là đang ở đang chạm cái ngưỡng MA 100. Và tức là nó đang có một ba cái ngưỡng cản sát nhau như thế này. Đó rất là khó. Nên cái quyết định này thực sự là nên phụ thuộc vào cái khả năng chịu đựng của mỗi người thôi Nếu như chị Mai hoàn toàn có thể chấp nhận Việc rủi ro thì chúng ta có thể giữ Giữ lên đến 26 chúng ta chốt sau Còn nếu không Chúng ta chốt từng phần Bán trước khoảng 1 phần 3 đi Hoặc là 1 phần 2 Cái đấy là tùy từng người Sau đó lên đến đây để bán à, Trường hợp ngược lại Trường hợp ngược lại đó là Nó đóng cửa Phía dưới tầm 228 này để đóng cửa phía dưới 228. Thì chúng ta bán hết cũng được. Vâng, cái trường hợp này nó khá là khó nghĩ. Cái trường hợp này thì với cái trường hợp khó nghĩ như thế này thì các anh chị nhớ hỏi ở trên Zoom Zalo ấy, theo từng ngày thì có lẽ là sẽ có những cái tư vấn tích hợp hơn. Còn ở thời điểm hiện tại thì em chỉ tạm tư vấn như vậy thôi. hút của anh Hoàng. Hút của anh Hoàng hiện tại đang có những cái tín hiệu khá là tích cực. Tích cực là gì có nghĩa là nó đóng cửa ngay cái ngưỡng cái ngưỡng đỉnh cũ này này. Đây cái đỉnh cũ ở đây. Đây là một tín hiệu tích cực vì rất có thể trong thời gian tới nó sẽ tăng tiếp. Và nếu như anh là người có thể chấp nhận rủi ro thì chúng ta nên giữ Có thể giữ để gồng lãi Còn trường hợp mà anh Hoàng cẩn thận hơn Thì chúng ta sẽ bán bớt đấy Bán bớt 1 phần 3 hoặc bán bớt một nửa đi cũng được Nửa còn lại chúng ta gồng lãi Ok không sao cả Còn nếu trong trường hợp xấu nhất Đó là sang đến các phiên tiếp theo Đóng cửa hẳn phía dưới 30 Thì thôi tốt nhất là chúng ta bán hết luôn Đó là trường hợp xấu nhất Đó là toàn bộ những cái mã mà team đã tổng hợp được Ở trong ngày thứ bảy những mã nào mà các anh chị chưa có ở đây thì đến thứ hai các anh chị hãy hỏi trên nhóm Zalo, team sẽ giải đáp hết cho các anh chị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Chúc anh chị tuần mới giao dịch thật là tốt. Bye.